Bài thơ Nhớ Người Em Liệt Sĩ của cô giáo Phạm Loan là nỗi niềm nhớ thương người em trai đã hy sinh trên chiến trường biên giới phía Bắc. Ngô Phương xin trân trọng giới thiệu đến các bạn bài thơ này. Từ lời ru ấm êm của mẹ, từ dòng sữa ngọt lành, cánh đồng làng mát rượi bóng tre xanh. Đất phì nhiêu ngọt lành hoa trái, chúng ta lớn lên em ơi có phải phơi phới tuổi xuân tô đẹp cho đời. Đất quê mình đẹp lắm em ơi, tạm biệt người thân chị vào ghế học. Em cầm súng giữ biên cương ngã vào lòng đất, chưa gửi nụ hôn, chưa hiểu hết chuyện đời. Em đã hy sinh giữa lứa tuổi đôi mươi, tổ quốc ghi công sáng ngời gương liệt sĩ. Thương em quá em ơi tình chị, đất em nằm nơi ấy có lạnh không? Cùng đồng đội em nhé hãy yên lòng, mảnh đất thiêng giữ tâm hồn cao cả. Tháng 7 lại về nhớ thương em quá, chị cùng cả nước mãi tri ân. Thắp nén hương thơm với tấm lòng thành, nhớ ơn vô cùng em và các anh hùng liệt sĩ. Cùng đồng đội em nhé hãy yên lòng, mảnh đất thiêng giữ tâm hồn cao cả. Tháng 7 lại về nhớ thương.